Và có một cái câu nói dối rất là man rợ của khách hàng khi mà người ta mua hàng từ chúng ta, đó là cái câu hãy để tôi suy nghĩ đã, hãy để tôi suy nghĩ đã. Và lúc trước khi mà mới buôn bán á, Phương nghe cái câu này Phương cũng tin. Phương suy nghĩ là chắc khách hàng của mình có một vấn đề gì đó cần suy nghĩ. Và ngày hôm sau Phương đã liên hệ lại khách là chị ơi, cái vấn đề đó chị suy nghĩ xong chưa ạ? Thì khách hàng bảo là chưa suy nghĩ xong. Ngày thứ hai Phương liên hệ lại là chị ơi, cái vấn đề đó chị suy nghĩ xong chưa ạ? Khách hàng vẫn bảo là chưa suy nghĩ xong. Ngày thứ ba Phương liên hệ lại thì khách hàng vẫn bảo là chưa suy nghĩ xong. Ngày một tuần sau nhắn tin thì khách hàng vẫn bảo là chưa suy nghĩ xong. Một tháng sau hỏi lại thì khách hàng vẫn bảo là chưa suy nghĩ xong. Một năm sau khi hỏi lại, chị ơi, cái vấn đề đó chị suy nghĩ xong chưa ạ? Thì khách hàng vẫn bảo là chưa suy nghĩ xong. Nhưng mà thực tế khi mà mình tới nhà khách thì khách hàng đã sử dụng một cái sản phẩm tương tự như cái sản phẩm của mình bán. Vậy thì bản chất của câu nói đó là gì ạ? Bản chất của câu nói đó, đó là một lời từ chối khéo. Và 90% những cái người nói cái câu nói đó, khách hàng nói câu nói đó đều là những cái lời từ chối khéo. 10% còn lại là những khách người ta cần suy nghĩ thật sự. Vậy nên anh chị em nào chúng ta đang buôn bán, chúng ta gặp những cái trường hợp như thế thì chúng ta cứ tiếp tục cái thương vụ chốt sale của mình đi ạ. Đừng có dừng lại, nếu mà chúng ta dừng lại là chúng ta mất khách rồi. Và những trường hợp đó chúng ta sẽ trả lời như thế này. Dạ thưa anh, dạ thưa chị, em cũng đã buôn bán một thời gian khá dài rồi. Và thật sự ra là những cái khách hàng mà khi bà bảo với em là hãy để tôi suy nghĩ đã thì thường thì nó sẽ có hai cái trường hợp. Cái thứ nhất á là cái lúc mà em tư vấn á, có thể là em tư vấn chưa có dễ hiểu, chưa có cụ thể nên anh chị vẫn còn đang phân vân thắc mắc về cái sản phẩm. Cái thứ hai nữa đó thì cái đó chắc là một cái lời từ chối khéo đúng không anh chị? Và không biết là mình thuộc trường hợp 1 hay là 2 ạ? Thì cái lúc đó khách sẽ trở về lại với chúng ta đó. Vậy thật sự là không có ai mà muốn mà mình họ suy nghĩ xấu về mình, là mình hỏi xong rồi mình từ chối khéo hết. Thì lúc đó khách sẽ bộc bạch rằng chị đang đắn đo về cái giá nè, anh đang suy nghĩ về cái chất lượng sản phẩm nè, hoặc là cô chưa có tin tưởng lắm về cái sản phẩm đó. Thì cái lúc đó là cái lúc để mà chúng ta phát huy cái thương vụ bán hàng của mình và không dừng lại để cho khách hàng suy nghĩ. Và đừng có cái tin cái câu mà hãy để tôi suy nghĩ đã, nghe anh chị em. Phương Bắc phụ kiện, marketing bền vững phải đến từ trái tim.